Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới thật buồn. Đức Cha Long gửi thư khẩn cho sứ thần tòa thánh, tố cáo vô số tội trạng của linh mục Đặng Hiệu Nam, vụ việc liên quan vài giám mục khác. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, linh mục An Tôn Đặng Hiệu Nam là một vị mục tử can trường, bảo vệ đoàn chiên sự thật. Ngài bị treo chén trong sự bất ngờ tới nay gần 3 năm. Lý do ngài bị treo chén cũng như những điều dẫn tới quyết định treo chén của cha Nam được thể hiện trong tâm thư của Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, gửi cho sứ thần tòa thánh sau đây. Mới đây xuất hiện một bức thư được cho là của Đức Cha Long gửi sứ thần tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Nội dung như sau. Kính gửi Đức Tổng Giám mục Barek Zaleski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng, con là An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, xin kính trình Đức Tổng một vấn đề rắc rối tại giáo phận. Xin Đức Tổng lắng nghe và góp ý để con giải quyết vấn đề này cho đúng đắn và tốt đẹp. Con được biết gần đây, cha Nam có gửi đến Đức Tổng và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam một thư dài trình bày việc cha bị ngưng mục vụ từ một vài năm qua mà cha cho là bất công. Vì thế, con thiết nghĩ phải gửi bản tường trình này để Đức Tổng biết rõ sự việc từ hai phía. Cách đây hơn một năm, vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, con đã quyết định cho Linh Mục An Tôn Đặng Hiệu Nam nghỉ mục vụ tại giáo xứ và về ở tòa giám mục như một biện pháp kỷ luật. Lý do của quyết định này như sau. Từ nhiều năm trước đây, cha Nam phản đối chính quyền về nhiều vấn đề xã hội, chính trị và được dư luận coi như một anh hùng, một người đồng chính kiến, can đảm chống lại chính quyền. Cha dâng lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, cho những người bất đồng chính kiến bị cầm tù, thắp nến cầu nguyện, biểu tình chống đối. Nhiều khi dẫn đến xung đột bằng bạo lực khiến giáo dân, người bị đánh, kẻ bị giam cầm hoặc bị gây khó dễ về đời sống kinh tế và công ăn việc làm. Những hành động đối kháng với chính quyền thường không đem lại hậu quả tốt đẹp mà chỉ làm hại thêm cho người công giáo. Điều mà con không chấp nhận là cha đưa việc đấu tranh đó vào trong thánh lễ. Cha thường dùng bài giảng như một cơ hội và công cụ để đả kích mạ lị chính quyền nặng lời. Một bài giảng của cha chỉ có 20% nói về lời Chúa, còn 80% nói về chính quyền, chính trị, xã hội. Một điểm nữa cũng không hay đó là cha đem những bài giảng, bài viết hoặc những cuộc hội thoại công kích chính quyền đó lên mạng truyền thông, khiến công luận ngoài đời và trong đạo ở trong nước hay hải ngoại bức xúc, gây chia rẽ và thù hằn nhau. B. Hậu quả. Hành động của cha Nam đã gây thiệt hại cho giáo dân đã nói ở trên mà còn làm hại cho thanh danh của đạo, của con là giám mục giáo phận và hàng giáo sĩ. Đạo bị coi như một thế lực chống đối thế quyền. Các linh mục thay vì là người lãnh đạo tinh thần được quý mến lại trở thành thủ lãnh đối lập, có tính cách chính trị và bị căm ghét tương quan đạo đời, lương giáo. Chính quyền, giáo quyền tại giáo phận Vinh bị nghi ngại, xa cách và nặng nề. Công cuộc loan báo tin mừng bị thất bại vì lương dân vốn đã bị đầu độc để hiểu sai về đạo, nay lại làm cho họ sợ hãi và xa lánh đạo. C. Giải quyết. Trong vòng một năm, kể từ khi con bắt đầu nhập cuộc tại giáo phận, con đã gặp cha Nam 4 lần để yêu cầu cha không được dùng bài giảng thánh lễ để nói về chính trị, mà chỉ giao giảng sứ điệp lời Chúa đúng với sứ vụ linh mục. Cha Nam cho rằng làm như thế là cha sử dụng quyền chính trị công dân. Con trả lời rằng con không chống việc ấy, cha có thể làm việc ấy ở ngoài nhà thờ và ngoài thánh lễ. Cha có thể mặc thường phục đến các cơ quan công quyền và trao đổi trực tiếp với nhà cầm quyền. Như thế là đúng nơi, đúng lúc và đúng người, chứ không được nói những chuyện đó trong nhà thờ và trong thánh lễ, không đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Con còn lưu ý cha Nam là thái độ và lời nói của cha cũng phải thể hiện là người có văn hóa, vì cha dùng ngôn từ vô văn hóa, thô tục và thái độ rất hung hãn. Cha Nam không vâng lời, tiếp tục giảng dạy và đưa lên mạng truyền thông, nên con đã quyết định cho cha nghỉ mục vụ và về ở tại tòa giám mục.
Ngay sau đó, cha Nam đã đưa vấn đề lên mạng với sự ủng hộ của những người chống cộng, khiến tình hình giáo phận bị xáo trộn nặng nề. Nhiều người công kích cho rằng con nghe theo chính quyền để bịt miệng một người đã dám can đảm chống cộng. Kính thưa Đức Tổng, một năm qua cha Nam không thay đổi, vẫn đi dâng lễ ở một số giáo xứ, kể cả khi không được sự chấp thuận của con, vẫn tiếp tục dùng bài giảng để đả kích chính quyền, vẫn đưa lên mạng những bài viết, những lời nói gây mất bình an, hiệp nhất và thanh danh của giám mục linh mục. Cha tự hãnh diện là mình đã làm đúng và không nghe theo lời can ngăn của người khác. Gần đây nhất, trong dịp tròn một năm cha bị ngưng làm mục vụ, cha lại đưa lên mạng những bài viết để chỉ trích con đã xử lý bất công với cha, khiến dư luận lại nổi lên. Kẻ bênh, người chống, làm xáo trộn sự bình an trong giáo phận. Con đã cùng đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên gặp cha Nam để giải thích, nhắc nhở, nhưng cha tỏ ra ngoan cố, có những lời nói sắc sược và hành động bất chấp, không vâng phụ. Theo con nhận định, cha Nam đã trở thành một người bất khẳng, cực đoan, cố chấp, không hoán cải và không vâng phục bản quyền. Con đã hỏi ý kiến một vài giám mục, Đức Tổng Giám mục Vũ Văn Thiêm, Đức Giám mục Vũ Tất và Nguyễn Văn Viên. Các ngài đề nghị giải pháp treo chén cha An Tôn Đặng Hiệu Nam vì bất tuân phục. Tuy nhiên, con rất thận trọng, nên qua bản tường trình này, con mong được Tổng đại diện Tòa Thánh cho con ý kiến để tình trạng này kéo dài hơn nữa thì không tốt. Con nghĩ phải có một quyết định mới cho sự việc này. Kính thưa Đức Tổng, con đã trình bày những gì cần liên quan đến vụ việc cha An Tôn Đặng Hiệu Nam. Nếu Đức Tổng muốn biết thêm điều gì, con xin đáp ứng. Kính chúc Đức Tổng được an mạnh và xin cho dịch COVID sớm kết thúc để Đức Tổng có thể đến với Giáo hội Việt Nam và đến với Giáo hội Vinh. Chúng con rất mong đợi sự viếng thăm của Đức Tổng. Kính thư, đã ký, An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh. Nguyện xin Chúa soi sáng cho Đức Cha An Phong để hy vọng rằng tương lai cha Nam sớm được phục chức linh mục. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.